Ngư dân ở tỉnh Quảng Hải đang vô cùng phấn khởi khi trúng đậm mùa khai thác cá nục ở các vùng biển cách bờ 15 đến 20 hải lý dọc ven đảo Lý Sơn. Vào những ngày này, tại cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều tàu hành nghề đánh bắt cá nối đuôi nhau cập cảng. Chỉ sau 1 đến 2 ngày khai thác trên biển, nhiều tàu đã trúng nhiều cá nục và ngay sau đó ngư dân nhanh chóng đưa cá nục còn tươi vào bờ để bán cho thương lái chờ sẵn thu mua với giá cao. Điển hình như tàu QNG90395TS sau chuyến biển đã khai thác được 2 tấn cá, gồm cá nục gai, cá nục suông, cá nục bông để bán được giá từ 40 đến 50 ngàn đồng một ký, cao hơn so với năm ngoái. Theo các ngư dân, hiện giá dầu đã giảm, việc ra khơi cũng vì thế thuận lợi hơn, cộng với được mùa cá nục nên họ có thu nhập tăng lên đáng kể, góp phần giải quyết lao động tại chỗ cho những người làm công việc phân loại cá hay làm tại các xưởng chế biến cá với mức thu nhập từ 150 đến 250 ngàn đồng một ngày.